hội thứ bảy phần mạn thù thất lợi tôi nghe như vậy một thời đức phật trụ vườn cấp cô độc rừng thệ đa ở thành thất la việt cùng năm ngàn chúng tỷ kheo đều là a la hán chỉ có a nan đà còn ở bậc hữu học xá lợi tử vân vân làm thượng thủ lại cùng một vạn đại bồ tát đều là bậc bất thối truyền trang nghiêm bằng mũ giáp công đức gồm bồ tát từ thị bồ tát diệu kiết tường bồ tát vô ngại biển bồ tát bất giả Thiệt ách làm thượng thủ khi mặt trời xuất hiện, Bồ Tát Mạn Thù thất lợi rời khỏi chú xứ của mình, đi đến chỗ Như Lai nhưng đứng ở ngoài. Cùng lúc ấy, cụ thọ xá lợi từ Đại Ca Đa Diễn Na, Đại Ca Diếp Ba, Đại Thái Thúc Thị, Mãn Từ Tử, Chấp Đại Tạng, tất cả Đại Thanh Văn Tăng đều từ chú xứ của mình đi đến chỗ Như Lai nhưng đứng ở ngoài. Bây giờ biết đại chúng đều đến tập hợp Đức Thế Tôn rời khỏi chú xứ trải tòa như thường ngày Ngồi kết già, bảo xá lợi tử Hôm nay vì cớ gì mà mới mờ sáng ông đã đứng ngoài cửa Xá lợi tử thưa, Bạch Thế Tôn, Bồ Tát Mạn Thủ thất lợi đã đến đây trước, chúng con đến sau Thế Tôn biết mà vẫn hỏi Mạn Thủ thất lợi Thiện năng Tử, ông thật là người đã đến đây trước vì muốn gặp Phật để đảnh lễ và gần gũi Phật. Trước Phật, Mạn Thủ thất lợi thưa, Bạch Thế Tôn đúng vậy, Bạch Thiện Thệ đúng vậy. Vì sao? Vì đối với Như Lai, con chiêm ngưỡng lễ lại và thân cận mà không nhàm chán. Và muốn làm lợi lạc hữu tình nên thật sự con đã đến đây trước. Bạch Thế Tôn này còn đến đây để thân cận lễ kính và chiêm ngưỡng Như Lai chỉ vì lợi lạc tất cả hữu tình. Chẳng phải vì sự chứng đắc quả bồ đề của Phật, chẳng phải vì ưa xem thân Như Lai, chẳng phải vì làm rối động chân pháp giới, chẳng phải vì phân biệt các pháp đánh cũng chẳng phải vì những việc khác. Còn thấy như lai tức tướng chân như không động, không tạo tác, không có sự phân biệt, không có sự phân biệt khác. Chẳng phải phương xứ, chẳng phải lìa phương xứ, chẳng phải có, chẳng phải không, chẳng phải thường, chẳng phải đoạn, chẳng phải chính ba đời, chẳng phải lìa ba đời. Không sanh không diệt, không đến, không đi, không nhiễm, chẳng nhiễm, không hai, chẳng hai, tâm tuyệt đường ngôn ngữ, nếu đem tướng bình đẳng chân như này mà quán như lai thì gọi là thấy Phật một cái chân thật cũng gọi là kính lễ và gần gũi như lai thật sự làm lợi lạc cho hữu tình Phật bảo đồng tử mạn thủ thất lợi ông quán chiếu như vậy là để thấy những gì bạn thù thất lợi thưa bạch thấy tôn còn quán như vậy nhưng hoàn toàn không thấy gì đối với tướng các pháp cũng không có tướng pháp nào để chấp lấy Phật nói, hay thay, hay thay, đồng tử. Đối với như lai, ông đã quán được như vậy. Đối với tất cả pháp tâm không có sự chấp thủ, cũng không phải không chấp thủ, chẳng phải tập hợp, chẳng phải ly tán. Khi ấy xá lợi từ bảo mạng thù thất lợi. Ngài thường gần gũi kính lễ và quán như lai được như vậy thật là hi hữu. Tuy thường thương xót hữu tình nhưng đối với hữu tình hoàn toàn vô sở đắc dù hay giáo hóa chúng sanh hướng đến nết bản mà không có sự chấp thủ chỉ vì lợi lạc các hữu tình nên mang giáp mão lớn nhưng ở trong ấy chẳng khởi lên phương tiện chứa nhóm hay tan hoại Mạng thủ thất lợi thưa với sát lợi tử đúng vậy đúng vậy đúng như tôn giả nói vì lợi lạc hữu tình nên tôi mang giáp mão lớn khiến họ hướng tới nết bản đối với hữu tình đã giáo hóa và cảnh giới nết bản đã chứng không có sự chứng đắc cũng không sự chấp thủ này sát lợi tử chẳng phải tôi thật muốn lợi lạc hữu tình mà mang ra mão lớn vì sao vì cảnh giới của các hữu tình không tăng không giảm giả sử ở trong một cõi phật đây có hàng hà sa số chư phật mỗi đức phật đều trụ hàng hà sa số hốt đại kiếp ngày đêm thường thuyết hàng hà sa số pháp môn mỗi pháp môn độ được hàng hà sa số loại hữu tình của cõi phật ấy làm cho tất cả đều vào vô dư niết bàn như cõi phật đây có sự việc như vậy nếu hàng hà xa số thế giới khắp mười phương cũng là như thế, tuy có vô số chưa phải Thế Tôn, qua vô số thời, thuyết vô số pháp, độ thoát vô số hữu tình đều chứng vào vô dư niết bàn, nhưng cõi hữu tình cũng không tăng không giảm. Vì sao? Vì tự tánh của các hữu tình là lìa là không bờ bến nên không thể tăng giảm. Giá lợi tử nói, mạng thù thất lợi nếu tự tánh của các hữu tình là xa lìa, không bờ bến, không tăng giảm, thì do yếu tố nào Bồ Tát cầu Đại Bồ Đề muốn vì hữu tình thường thuyết diệu pháp? Mạng thù thất lợi nói, giá lợi tử, tôi nói hữu tình đều không thể đắc và đâu có Bồ Tát cầu Đại Bồ Đề mà muốn vì hữu tình thường thuyết diệu pháp. Vì sao? Vì các pháp rốt giáo bất khả đắc phật bảo đồng tử mạn thù thất lợi nếu các hữu tình đều bất khả đắc thì làm sao thiết lập cảnh giới của các hữu tình mạn thù thất lợi thưa bạch thế tôn cảnh giới hữu tình ấy chỉ là giả thiết lập phật bảo mạn thù thất lợi nếu có người hỏi ông có hữu tình này có bao nhiêu nếu hỏi như vậy ông sẽ trả lời thế nào bạch thế tôn còn sẽ đáp số lượng cõi kia nhiều như phật pháp vậy mạn thù thất lợi nếu lại hỏi ông có hữu tình kia số lượng chừng nào Hỏi như vậy ông đáp ra sao? Bạch Thế Tôn con đáp thế này, số lượng có hữu tình như cảnh giới chư Phật. Mạn thủ thất lợi, nếu có người hỏi, có hữu tình thuộc về đâu? Hỏi như vậy ông trả lời thế nào? Bạch Thế Tôn con sẽ đáp, chỗ thuộc về của cõi kia giống như Phật, rất khó nghĩ. Mạn thủ thất lợi, nếu có người hỏi, có hữu tình kia trụ ở chỗ nào? Hỏi như vậy ông trả lời thế nào? Bạch Thế Tôn con sẽ đáp, nếu ra lìa bảo ô nhiễm là chỗ Pháp nên trụ tức là chỗ cõi hữu tình nên trụ. Mạn thủ thất lợi ông tu bát nhã ba la mật đa được trụ chỗ nào? Bạch Thế Tôn con tu bát nhã ba la mật đa thâm sâu hoàn toàn không có chỗ trụ. Mạn thủ thất lợi không có chỗ trụ thì làm sao có thể tu bát nhã ba la mật đa thâm sâu? Bạch Thế Tôn do không có chỗ trụ nên con tu được bát nhã ba la mật đa. Mạn thù thất lợi đối với thiện và ác ông tu bát nhã ba la mật đa thì tăng pháp nào giảm pháp nào Bạch thế tôn đối với thiện và ác con tu bát nhã ba la mật đa không tăng không giảm. Bạch thế tôn đối với tất cả pháp con tu bát nhã ba la mật đa thâm sâu cũng không tăng không giảm. Bạch thế tôn bát nhã ba la mật đa xuất hiện ở thế gian chẳng vì sự tăng giảm của tất cả pháp. Bạch thế tôn tu học bát nhã ba la mật đa thâm sâu không vì vứt bỏ pháp của phàm phu vân vân, không vì nhận lấy tất cả phật pháp. Vì sao? Vì bát nhã, ba làm mật đa thâm sâu, không vì bỏ pháp này, được pháp kia mà phát khởi. Bạch Thế Tôn tu học bát nhã, ba làm mật đa thâm sâu, không vì chán lìa tội lỗi của sanh tử, không vì vui thích công đức niết bàn. Vì sao? Vì người tu pháp này còn không thấy sanh tử, không thấy niết bàn, cũng gì có chán lìa, có vui thích. Bạch Thế Tôn tu học bát nhã, ba làm mật đa thâm sâu, không thấy các pháp có kém, có hơn, có mất, có được, nên bỏ, nên lấy. Bạch Thế Tôn tu học Bát Nhã Ba La Mật Đa thâm sâu, không đắc pháp nên thêm hay nên bớt. Vì sao vì chân pháp giới chẳng phải có thêm hay có bớt? Bạch Thế Tôn người nào tu được như vậy gọi là chân tu học Bát Nhã Ba làm Mật Đa thâm sâu. Lại nữa Bạch Thế Tôn, nếu tu Bát Nhã Ba làm Mật Đa đối với tất cả pháp chẳng thêm chẳng bớt thì gọi là chân tu học Bát Nhã Ba làm Mật Đa thâm sâu. Nếu tu Bát Nhã Ba làm Mật Đa Đối với tất cả pháp không sanh không diệt thì gọi là chân tu học Bát Nhã Ba La Mật Đa thâm sâu. Nếu tu Bát Nhã Ba La Mật Đa đối với tất cả pháp chẳng thấy tăng giảm thì gọi là chân tu học Bát Nhã Ba La Mật Đa thâm sâu. Nếu tu Bát Nhã Ba La Mật Đa đối với tất cả pháp chẳng thấy sanh diệt thì gọi là chân tu học Bát Nhã Ba La Mật Đa. Lại nữa bạch thấy Tôn, nếu tu Bát Nhã Ba La Mật Đa đối với tất cả pháp không có sự suy nghĩ hoặc nhiều hoặc ít đều không có sự mong muốn. Được mong muốn, người mong muốn và điều mong muốn đều chẳng chấp trước, trước thì gọi là chân tu học bát nhã ba la mật đa thâm sâu. Nếu tu bát nhã ba la mật đa chẳng thấy các pháp có tốt có xấu, có cao có thấp, gọi là chân tu học bát nhã ba la mật đa thâm sâu. Lại nữa, Bạch Thế Tôn, khi tu bát nhã ba làm mật đa các thiện nam tử vân vân không được hơn thua trong các pháp nghĩa là hoàn toàn không thấy pháp này hơn pháp kia kém đây là chân bát nhã ba làm mật đa vì sao vì chân như pháp giới pháp tánh thật tế không có sự hơn kém nếu tu như vậy gọi là chân tu học bát nhã ba làm mật đa thâm sâu phật bảo đồng từ mạn thù thất lợi diệu pháp của chư phật không hơn sao mạn thù thất lợi thưa hỏi Bạch Thế Tôn diệu pháp của chư Phật không thể nắm bắt được nên cũng không thể nói là hơn hay kém. Chẳng lẽ như Lai không chứng được các pháp không? Thế Tôn đáp. Đúng vậy, đồng tử. Mạn thù thất lợi lại Bạch Phật, Bạch Thế Tôn trong các pháp không đâu có sự hơn kém. Thế Tôn khen. Hài thầy, hài thầy, đúng như vậy, đúng như vậy, đúng như lời ông nói. Bạn thù thất lợi, pháp của Phật chẳng lẽ không phải là vô thượng. Bạch Thế Tôn đúng như vậy, Tất cả pháp của Phật tuy thật vô thượng nhưng ở trong ấy không có pháp nào có thể đắc nên không thể nói pháp của Phật là vô thượng. Lại nữa, Bạch Thế Tôn, khi tu Bát Nhã Bà La Mật Đa, các thiện nam tử vân vân chẳng muốn nắm giữ tất cả pháp của Phật, chẳng muốn điều phục các pháp của phàm phu, Bát Nhã Bà La Mật Đa thâm sâu đối với tất cả pháp của Phật và pháp của phàm phu chẳng muốn tăng thêm và điều phục vì đối với tất cả pháp không phân biệt nếu tu như vậy thì gọi là chân tu học bát nhã và làm mật đa thâm sâu. Lại nữa, Bạch Thế Tôn, nếu tu bát nhã và làm mật đa thì các thiện nam tử vân vân chẳng thấy các pháp có thể suy nghĩ, có thể phân biệt. Mạn thù thất lợi. Đối với pháp của Phật, ông không suy nghĩ ư? Bạch Thế Tôn không suy nghĩ. Nếu còn thấy có pháp chân thật của Phật thì sẽ suy nghĩ, nhưng còn chẳng thấy. Bạch Thế Tôn bát nhã bà là mật đa chẳng cho phân biệt các pháp mà sanh khởi, nghĩa là chẳng phân biệt đây là pháp phàm phu, đây là pháp của thanh văn, đây là pháp của độc giác, đây là pháp của Bồ Tát, đây là pháp của Như Lai, Ca thiện nam tử vân vân, sinh năng tu học bát nhã bà là mật đa thâm sâu ở trong các pháp hoàn toàn không có sở đắc, cũng không có gì để nói, nghĩa là chẳng nói có pháp tánh của phàm phu, cũng chẳng nói có pháp tánh của thanh văn cho đến pháp tánh của Như Lai. Vì sao? Vì các pháp tánh này đều rốt ráo không? Không thể thấy. Nếu tu học như vậy, gọi là chân tu học bát nhã ba làm mật đa thâm sâu. Lại nữa, bạch thế tôn, các thiện nam tử, vân vân xin tu bát nhã ba làm mật đa, chẳng nghĩ. Đây là cõi dục, đây là cõi sắc, đây là cõi vô sắc, đây là cõi diệt. Vì sao? Vì bát nhã ba làm mật đa thâm sâu không thấy có pháp nào đáng diệt. Nếu tu như vậy, gọi là chân tu học bát nhã ba làm mật đa thâm sâu lại nữa bạch Thế tôn nếu tu bát nhã ba la mật đa đối với tất cả pháp thì không sanh ân oán vì sao? Vì bát nhã ba la mật đa thâm sâu không giữ tất cả pháp của Phật không bị xả bỏ pháp của phàm phu vì sao? Vì các thiện nam tử vân vân xin tu bát nhã ba la mật đa ở trong pháp của Phật chẳng muốn chứng đắc, chẳng muốn hoại diệt pháp của phàm phu vân vân, vì hiểu rõ tánh của tất cả pháp là bình đẳng. Nếu tu như vậy gọi là chân tu học bát nhã và làm mật đa thâm sầu. Bấy giờ thế tôn liền khét ngợi mạn thù thất lợi. Hay thay, hay thay, nay ông có thể thuyết được pháp thâm sâu và làm chân pháp ấn cho chúng đại bồ tát cũng làm đại pháp ấn cho thanh văn bậc độc giác và những kẻ tăng thượng mạng vân vân khiến họ biết như thật những pháp trước đây họ đã thông suốt chẳng phải chân cứu cánh mạn thủ thất lợi nếu các thiện nam thiện nữ vân vân nghe pháp thâm sâu này tâm không chỉ mất cũng chẳng kinh sợ nên biết người này chẳng phải gieo trồng căn lành với một đức phật cho đến ngàn đức phật mà nhất định họ đã gieo trồng căn lành với vô lượng vô biên đức phật mới có thể nghe